Bây giờ là 18 giờ. Mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức có ngay sau đây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Torazi trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giật cấp 10 và đang theo hướng Tây với tốc độ 5 km/h. Hôm nay, bão sẽ đổi sang hướng Tây Nam, sau đó yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nguyên nhân bão Torazi không tăng cấp là do đi vào vùng biển có nhiều yếu tố bất lợi như nhiệt độ mặt nước biển thấp, độ ẩm thấp, không khí lạnh và khô. Các cơn bão nối đuôi nhau vào Biển Đông do đang tồn tại giải hội tụ nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Cụ thể, trong khi bão Torazi đang suy yếu, thì tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có hai cơn bão là Usagi và Manji. Đài Nhật Bản và Hồng Kông nhận định bão Manji sẽ vào Biển Đông khoảng ngày 17-18 tháng 11. Từ đầu năm đến nay, Biển Đông xuất hiện 8 cơn bão, trong đó Trà My, Yinsin, Torazi nối tiếp nhau. Bão Trà My vào Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng ngày 27 tháng 10 gây mưa lớn ở Trung Trung Bộ, làm 8 người chết và 14 người bị thương. Hiện chỉ còn hơn 2 tháng là đến Tết Nguyên Đán, nhưng thị trường vé máy bay khá trầm lắng khi các chặng bay nóng mọi năm vẫn còn rất nhiều vé. Hiện nhiều chặng bay đã hết vé từ sớm, nhưng khảo sát năm nay cho thấy lượng vé đang rất dồi dào. Chỉ một vài chặng bay trong ngày cao điểm mùng 4 và mùng 5 Tết trong tình trạng hết vé tạm thời. Trong khi đó, các đường bay vàng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh vẫn còn vé với giá khứ hồi dao động từ 5,7 đến 7,4 triệu đồng, đã bao gồm thuế phí. Các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung như thành phố Hồ Chí Minh, Chu Lai, Huế, Đồng Hới chỉ hết vé trong ngày mùng 4 và mùng 5 Tết. Tại những đường bay đến các điểm du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Phú Quốc hay Côn Đảo, nơi mọi năm thường khan hiếm vé từ sớm, năm nay vẫn còn nhiều lựa chọn với khung giờ linh hoạt. Giá vé khứ hồi chỉ từ 2,6 đến 3,6 triệu đồng, không chênh lệch nhiều so với ngày thường và thậm chí thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Theo một đại lý bán vé máy bay tại thành phố Hồ Chí Minh, đây là một năm đặc biệt khó khăn với ngành vé máy bay. Nếu như năm ngoái, đại lý phải trả trước nửa tỷ đồng để giữ vé bán, năm nay lượng khách giảm mạnh. Khách đặt đến đâu, đại lý mới xuất vé đến đấy. Trong hơn một tháng qua, số lượng khách đặt vé Tết tại đại lý giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ các đại lý, chính các hãng hàng không cũng cảm nhận rõ sức mua suy giảm. Các hãng đều cho biết số vé bán ra chậm hơn so với mọi năm. Đại diện Vietnam Airlines cho hay, dù vé bán ra chậm, hãng vẫn tiếp tục tăng cường chuyến bay và bổ sung vé cho các tuyến ngách để đảm bảo nguồn cung ra thị trường. Để đáp ứng nhu cầu dịp cao điểm Tết, Vietnam Airlines dự kiến thuê thêm 4 máy bay, bổ sung 130.000 chỗ. Riêng những tuyến du lịch như Côn Đảo, Phú Quốc, các hãng đều ghi nhận nhu cầu thấp hơn. Một phần do thiên tai gần đây và ảnh hưởng kinh tế, khiến lượng khách từ miền Bắc đi lễ đầu năm giảm. Mặc dù giá sầu riêng nghịch vụ hiện có giá cao gấp đôi lúc bình thường, song nhiều nhà vườn vẫn thất thu do thời tiết cực đoan. Tỷ lệ cho trái đạt khoảng 30%. Tại Tiền Giang, nơi được xem là thủ phủ sầu riêng với hơn 24.000 hectare và mùa thu hoạch trái vụ, tập trung chủ yếu tại huyện Cái Bè, Cai Lậy. Tuy nhiên, dọc các tuyến đường từ xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy đến xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, thay vì cảnh từng đoàn xe tải của thương lái tấp nập đến vườn thu mua sầu riêng như mọi năm, năm nay vắng vẻ do thất mùa. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cái Bè, toàn huyện có hơn 9.300 hectare sầu riêng, trong đó khoảng 6.000 hectare đang cho trái. Năm nay, diện tích xử lý ra hoa nghịch mùa vụ chiếm 40%, khoảng 2.400 hectare. Trong đó, chỉ có khoảng 30% diện tích xử lý ra hoa đạt. Số còn lại bị rụng bông, trái. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Tiền Giang, tỉnh hiện tại có khoảng 15.000 hectare sầu riêng đang cho ra trái. Đợt thu hoạch trái vụ bắt đầu từ tháng 11 đến đầu năm sau, với diện tích khoảng 6.000 hectare. Năm nay, đa số nông dân đã có kinh nghiệm, kỹ thuật xử lý, nên nguyên nhân tỷ lệ hoa ra kém, chủ yếu là do thời tiết cực đoan, mưa bão kéo dài kết hợp nắng gắt, khiến cây sốc nhiệt, rụng bông. Chi cục đã nhiều lần khuyến cáo, nhưng một số nhà vườn do nôn nóng giá cao, xử lý ra hoa sớm, nên cây không kịp phục hồi dẫn đến vụ mùa thất thu. Giá Bitcoin đã có ngày giao dịch cực kỳ ấn tượng,
đạt kỷ lục mới trên 93.400 đô la Mỹ một đồng, trở thành tài sản lớn thứ 7 toàn cầu. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt khoảng 1.845 tỷ đô la Mỹ. Điều này giúp nó vượt đại gia dầu khí Saudi Aramco để trở thành tài sản lớn thứ 7 thế giới. Hiện, vốn hóa tiền số này chỉ đứng sau vàng và các công ty công nghệ hàng đầu như Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon và Alphabet. Giá Bitcoin lập kỷ lục mới khi lạm phát Mỹ trong tháng 10 không chênh lệch ngoài dự đoán. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 cao hơn 0,2% so với tháng trước và 2,6% so với cùng kỳ. Tất cả đều nằm trọn trong mức dự báo trước đó của các nhà kinh tế, nhà đầu tư và đơn vị quan sát thị trường. Công cụ theo dõi Fitchwatch Tool của CME Group cho thấy cơ hội cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào giữa tháng 12 đã tăng lên 69% ngay sau khi dữ liệu về lạm phát được công bố. Tỷ lệ trên đã cải thiện so với mức dưới 60% trước đó. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã cắt giảm lãi suất tổng cộng 75 điểm cơ bản kể từ khi bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào tháng 9. Theo Coindesk, chính sách tiền tệ dễ thở xuất hiện gần như tất cả các ngân hàng trung ương phương Tây, kết hợp với chiến thắng của ông Donald Trump đã cung cấp động cơ phản lực cho Bitcoin chạy lên mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, nhiều chỉ số cho thấy thị trường đang trong tình trạng quá mua và tỷ lệ đòn bẩy cao ở giao dịch phái sinh. Điều này khiến các chuyên gia lo ngại về rủi ro xuất hiện đợt pullback, giá đi ngược xu hướng thị trường trong ngắn hạn, sinh ra tâm lý hoảng loạn và bán tháo bất chấp. Trái ngược với Bitcoin, giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch ngày 13 tháng 11 giảm 25 đô la Mỹ xuống 2.572 đô la Mỹ một ounce. Đây là phiên thứ tư liên tiếp giá đi xuống. Mặt hàng kim loại quý vừa chịu sức ép khi đồng đô la Mỹ mạnh lên và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Các nhà kinh tế học nhận định tốc độ hạ nhiệt lạm phát đang chậm lại, có thể khiến Fed giảm số lần nới lỏng tiền tệ năm tới. Tại thị trường trong nước, hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá vàng miếng ở mức 80 triệu đồng mua vào và 83,5 triệu đồng bán ra. Mức giá này giảm 500.000 đồng cả hai chiều so với phiên trước. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng rơi tự do khi SJC công bố giá vàng nhẫn ở mức 79 triệu đồng mua vào và 81,7 triệu đồng bán ra mỗi lượng. So với chốt phiên hôm qua, chiều mua giảm 700.000 đồng, chiều bán giảm 500.000 đồng một lượng. Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Donald Trump đã gặp nhau lần đầu tại Nhà Trắng kể từ sau cuộc bầu cử để thảo luận về việc chuyển giao quyền lực sắp tới. Tổng thống Joe Biden nói với ông Donald Trump khi họ bắt đầu cuộc gặp tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng ngày 13 tháng 11. Ngài Tổng thống đắc cử, cựu Tổng thống Donald, xin chúc mừng và chào mừng ông trở lại. Ông Trump cảm ơn và đáp lại, chính trị rất khó khăn và nhiều lúc chẳng được tốt đẹp cho lắm. Nhưng nó hôm nay thật tươi đẹp và tôi đánh giá cao điều này. Ông Trump nói khi hai người bắt tay nhau, Tổng thống Biden cũng cam kết quá trình chuyển giao quyền lực sẽ suôn sẻ, đảm bảo người tiền nhiệm và cũng là người kế nhiệm của ông được tạo điều kiện thuận lợi khi tiếp quản Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025. Ông Trump bày tỏ cảm ơn vì cam kết này và nhấn mạnh quá trình chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra trôi chảy nhất có thể. Khung cảnh này hoàn toàn trái ngược với những lời chỉ trích mà hai bên nhắm vào nhau suốt những năm qua. Trước đó, ông Biden từng mô tả ông Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ, trong khi Tổng thống đắc cử Trump chỉ trích người kế nhiệm và cũng là tiền nhiệm của mình bất tài. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với phóng viên rằng cuộc trao đổi giữa Tổng thống Biden và ông Trump diễn ra thật sự thân mật, lịch sự và thực chất. Tổng thống đắc cử Mỹ cũng đưa ra những câu hỏi rất chi tiết. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh với Tổng thống đắc cử Trump rằng Mỹ cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga vì lợi ích an ninh quốc gia. Được biết, cuộc gặp tại phòng bầu dục là thông lệ giữa Tổng thống sắp mãn nhiệm và Tổng thống đắc cử Mỹ, đánh dấu bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Tuy nhiên, vào năm 2020, sau khi thất cử, ông Trump đã không tiếp đón ông Biden tại Nhà Trắng, mà chỉ để lại một lá thư trong ngăn bàn kiên định ở phòng bầu dục. Sau khi ông Trump được truyền thông Mỹ xướng tên là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã gửi lời chúc mừng ông, cam kết sẽ chuyển giao quyền lực hòa bình vào ngày 20 tháng 1 năm sau.